Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo Arop uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở video này thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là xác minh cái tài khoản của cái dự án sàn Kenya. Thì cái kèo này thì chúng ta khai thác cái đồng Kenya và hiện tại thì nó đã có cái thông tin đó là mở cái chức năng xác minh cái phần 1 cho tất cả các người dùng. Thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách xác minh cái tài khoản này. Và cái thông tin thứ hai đó là mình cập nhật cho các bạn về cái dự án BZ C-App. Thì cái kèo này thì có một số các cái vấn đề liên quan, đó là ngày hôm nay thì cái đồng BZCT này sẽ được niêm yết ở trên các cái sàn giao dịch hình như đâu đó là 5 lít, 5 sàn lớn. Và chúng ta đang băn khoăn ở cái vấn đề đó là cái địa chỉ ví nào là cái địa vị chỉ chuẩn để chúng ta là tham gia vào cái chương trình Aerobe này, thì mình cũng sẽ là cập nhật cho bạn ở thông tin ở cái video này các bạn nhé. Thì trên trang Twitter chính thức của dự án BZC App thì đã có tích vàng và có 135.512 người đang theo dõi, và nó có một cái bài tip mới đây nhất thì mình cũng sẽ là chia sẻ đến cho các bạn ở cái thông tin cụ thể. Thì ở trên này thì nít nó trong vòng 24 giờ tới, tức là hiện tại thì sẽ được niêm yết ở trên các sàn giao dịch, trong đó nó có sàn Gate, MEX, Bitget, Bitmart, Uniswap và PancakeSwap, tức là cái đồng BZCT này thì nó sẽ là chạy ở trên rất là nhiều mạng, đa mạng các bạn nhé, và chạy cả trên cái mạng là Bitcoin, tức là cái mạng BTC, và cái mạng là Ethereum và mạng BNB, và nó chạy trên rất là nhiều mạng. Thì ở đây thì nó sẽ có một số các cái thông tin nữa là mình sẽ là chia sẻ thêm cho các bạn. Thì ở đây thì với thông tin về mã thông báo BZCT thì tổng nguồn cung của nó là 1 tỷ token BZCT, và ở đây là khởi đầu là 12,5 triệu USD. Và mạng thì mạng ở đây nó hỗ trợ là mạng ERC20, tức là mạng Ethereum á, và mạng BEP20 là mạng BNB Smart Chain. Và thứ hai là tiện ích này. Tiện ích IDO là BZC20. Và đặt cược để nhận miễn phí tiền miền BTC, quản trị ngân quỹ, đốt tiền, và hơn thế nữa thì ở đây người ta cung cấp cho chúng ta cái địa chỉ hợp đồng. Địa chỉ hợp đồng này là nó sẽ chạy ở trên cái mạng là hai cái mạng là BNB và mạng Ethereum, chứ không phải là cái mạng mà ở trên cái BZC20. BZC20 này là chúng ta lấy cái địa chỉ của cái đồng Bitcoin. Vậy thì ở cái phần mà liên quan đến cái khi mà chúng ta tham gia iGroup thì chúng ta điền cái địa chỉ ví nào là địa chỉ ví đúng, thì ở đây thì mình đã tham khảo rất là nhiều ở các cái trang Telegram chia sẻ ở chương trình Aerobe, thì họ đều hướng dẫn là chúng ta nhận lấy bằng cái địa chỉ của cái ví Uniswap, Unisat, tức là cái ví này là cái ví của mạng BRC. Thì và các cái kênh YouTube lớn ở nước ngoài thì họ cũng đều lấy cái địa chỉ của ví Unisat, cho nên là ở đây thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn là lấy cái địa chỉ ví Unisat. Và trên theo thông tin đó của mình nắm được thì cái phần mà địa chỉ này các bạn sẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ được mà 7 giờ nữa thì cái đồng BZCT này sẽ được niêm yết ở trên các cái sàn giao dịch, thì chúng ta cũng chưa được nhận cái đồng BZCT này đâu, cho nên là các bạn cứ yên tâm và chắc chắn rằng là sẽ được mở thêm một cái chức năng cho chúng ta nhận bằng cái đồng BZCT bằng cái mạng là BZC20 đó. Và khi mà chúng ta nhận về ví thì chúng ta sẽ mất một chút cái phí của cái đồng Bitcoin để chúng ta làm phí ga các bạn nhé. Đó thì cái phí của cái đồng Bitcoin thì nó phí nó thấp thôi, cho nên là chúng ta yên tâm là không mất nhiều cái phí lắm đâu. Cái thông tin tiếp theo ở bên dưới là cái thông tin là đây, cái thông tin tiếp theo là chúng ta sẽ rất là quan tâm đến thông tin này. Thông tin tiếp theo là ngày và giờ ra mắt chính thức là ngày mùng 3 tháng 1, tức là ngày mai, tức là người ta đây người ta bài hôm qua, tức là ra mắt sẽ là ngày hôm nay 10 giờ trưa theo giờ UTC, 12 giờ trưa, 12 giờ trưa tức là 19 giờ ở Việt Nam các bạn nhé. Đó, và các cái giờ khác này. Như vậy là cái thời gian là sẽ là được niêm yết ở trên sàn giao dịch sẽ là vào 19 giờ Việt Nam, và hành trình hướng tới 10 triệu người dùng áp dụng BRC bắt đầu ngay bây giờ BRCT. Thì ở đây thì hiện tại thì họ vẫn chưa có cái thông báo cho chúng ta là bao giờ họ mở chức năng cho chúng ta rút cái đồng BRCT này. Thì
Cái này thì mình sẽ cập nhật với các bạn sau, bởi vì trên trang Twitter chính thức của dự án thì chưa có cái công bố chính thức về cái việc thời gian mở chức năng là quy đổi cái điểm này. Ở đây là chúng ta nhận điểm point nhé. Mỗi một ngày chúng ta tham gia, chúng ta chia sẻ Twitter thì chúng ta sẽ nhận 10 điểm point, và chúng ta liên kết ví chúng ta nhận 5 điểm point, và giới thiệu bạn bè mỗi một người thì bạn sẽ nhận được 10 cái điểm point. Và tất cả cái điểm point này thì sau này sẽ được quy đổi theo cái tỷ lệ nào đó sang cái đồng BGCT, và sau đó thì chúng ta sẽ được trả về cái ví của chúng ta. Và hiện tại thì chưa có cái thông tin quy đổi, tỷ lệ quy đổi và cái thông tin rút, và khi nào có cái thông tin thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái thông tin này kỹ hơn ở các cái video sau. Quay trở lại với cái dự Xin án chào. quay trở lại cái dự án Kenya thì đã có cái thông tin đó là mở chức năng là xác minh tài khoản cho toàn bộ người dùng tham gia vào dự án. Thì ở đây thì cũng có một cái bài tiết ở trên trang Twitter thì mình cũng chia sẻ cho các bạn này. Thì cái dự án này thì hiện tại cũng đã có tích xanh vào 228.925 người tham gia theo dõi vào dự án. Thì cái dự án này là nó đã có rất là nhiều quãng thời gian ngắt quãng áp nỗi rồi là nâng cấp, và đến bây giờ thì cái áp này nó cũng đã là tạm ổn, tạm thời là hoàn thiện, và chúng ta vẫn tham gia, chúng ta khai thác được cái đồng Kenya này. Thì trên cái trang Twitter của họ thì cũng có cách đây một ngày thì có một cái bài tip đó là cập nhật cái ứng dụng và hoàn thành xác minh tài khoản bước 1. Thì những bạn nào mà chưa cập nhật lên cái phiên bản app thì chúng ta nâng cấp lên cái phiên bản app mới nhất để chúng ta cập nhật cái xác minh KYC. Nhưng ở đây là mình tham gia các cái chương trình, các cái khai thác, kèo khai thác mà mình ghét nhất là cái app mà nó có chèn quảng cáo. Và cái app này thì nó là cực kỳ nhiều quảng cáo đó các bạn. Bấm vào đâu nó cũng nhảy quảng cáo, thoát ra vào lại nó cũng quảng cáo, bấm đảo nó cũng quảng cáo. Mình thấy nó cái không, cái dự án này nó không còn một cái độ gọi là uy tín chất lượng. Những cái dự án mà nó có tầm cỡ thì nó sẽ không bao giờ nó thu cái từ nhặt nhạnh những cái từ những cái tiền quảng cáo này. Và đây là một cái dự án mà mình cũng thực sự ngày đầu tiên thì khai thác nó không có nhiều quảng cáo, nhưng bây giờ thì ở đâu đâu nó cũng có quảng cáo đó. Và cái cơ chế của con này thì khai thác vẫn là 24 tiếng đồng hồ, khai thác một lần. Thì ở đây thì chúng ta tham gia thì chúng ta đã tham gia thì chúng ta sẽ cũng sẽ là xác minh tài khoản đến cùng, biết đâu được cái dự án này nó lại thành công thì sao. Đó thì các bạn thấy quảng cáo liên tục luôn, cứ thoát ra vào lại là có quảng cáo. Đây thì các bạn bấm vào cái biểu tượng Kenya này này. Ở đây các bạn bấm vào ba gạch nhé, ba gạch trên này này. Sau đó thì các bạn vào cái KYC này. Ở đây thì nó sẽ có cái phần mà xác minh này, bạn nguyên bấm vào đây cho mình này. Thì cũng do là cái app này nó có quá nhiều quảng cáo cho nên là mình đã xóa đi. Và hôm nay thì rất nhiều bạn là có yêu cầu là hướng dẫn về xác minh cái tài khoản này. Thì ở đây cái tài khoản của mình thì cũng mới xóa app và mình mới cài lại khi có cái thông tin mới là cho xác minh tài khoản. Thì ở đây thì nó có cái thông báo là mình không đủ cái điều kiện để mà tham gia xác minh tài khoản, tức là các bạn phải tham gia khai thác liên tục 15 ngày thì các bạn mới được xác minh cái tài khoản này. Thì những cái bạn nào mà đã được khai thác liên tục trong 15 ngày mà có cái thông báo được xác minh tài khoản thì các bạn bấm vào đây, chúng ta sẽ xác minh cái tài khoản. Còn cái tài khoản của mình ở đây nó thông báo đỏ, đây là mình chưa được xác minh tài khoản. Có lẽ là mình phải phải khai thác liên tục trong vòng 15 ngày tới thì mình mới đủ cái điều kiện để mình xác minh cái tài khoản này. Đó thì những bạn nào đủ điều kiện thì chúng ta cứ xác minh, biết đâu thì cái dự án này nó thành công thì chúng ta sẽ kiếm được chút từ cái dự án này. Rồi ok, thì cái video này thì mình cũng sẽ là kết thúc tại đây, và khi nào mà cái tài khoản của mình được xác minh thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn xác minh cái tài khoản này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.